xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh Máy Móc Việt Nam. Thì em là Quân đây. Đó, gửi cho anh em, hôm nay gửi đến cho anh em một cái con siêu phẩm. Thì con này ra thị trường cũng khá là lâu rồi. Đó, như hôm nay em sẽ có thời gian nè, em sẽ giới thiệu lại cho anh em, cho anh em nào chưa biết á. Dòng máy này là dòng máy hàng Relan nha anh em, dòng máy hàng que của thương hiệu Relan. Đó, mở ra cho anh em xem luôn nha, xem bên trong của nó gồm những cái gì. À, để cho anh em biết cái mã của nó luôn nha. Con này là Relan ARC200GE2. Đó. Con máy được đóng gói rất là kỹ luôn nha anh em. Có giảm sóc đầy đủ cho mình luôn. Yeah. Thì anh em mở máy ra thì sẽ thấy bên trên để một cái dây hàng kẹp map luôn nha anh em, dài 5 mét cho mình. Đó, để này nha. Đây là con máy nha anh em, Relan màu xanh truyền thống của Relan. Đấy. Thì để em sẽ tư vấn sơ lược về con máy cho mình. Đó, body của nó rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi khi anh em làm việc trên cao nha. Thì con này á, lỗi đồng 100%. Nó dây quấn dây đồng nha anh em. Dắt của nó thì nó sử dụng là dắt nhỏ, nó đi theo con máy mini mà nhỏ gọn anh em. Còn đối với con này á thì kiểu như là cho những anh em thợ chuyên luôn á, theo em nghĩ là thế. Vì nó không có cái đồng hồ chỉnh dòng, anh em có thể cảm nhận đó, bằng anh em có anh em hàng á, anh em cảm nhận cái lửa hàng nha, mà tùy chỉnh thôi. Nó có thể ghi thông số là 1 ly 6 nè, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly 2, mát là 4 ly, nó hỗ trợ kiểu hỗ trợ 4 ly thôi anh em. Thì con này là em giới thiệu luôn đó, cho anh em chuyên là nó chuyên cái dòng quê hàng là 3 ly 2. Đó, bên trên sẽ có nè, công ty trách nhiệm hữu hạn Relan Việt Nam, tem chống giả đầy đủ thông số cho mình nha. Đây, có những cái khe. Bên đằng sau á thì này sẽ có công tắc nguồn nè, on off cho mình. Dây nguồn thì loại to tốt. Đó. Thì đối với con này á thì cái cắm chu cắm của nó thì nó làm liền mạch cho mình luôn nha, rất là chắc chắn. Và đây là cái quạt tản nhiệt nè. Ở đặc biệt ở cái con máy hàng Relan này á, thì nó là cái sử dụng cái công nghệ là quạt thông minh nha anh em. Đó, anh em mà đốt que, nó kéo que đến một cái số que nhất định thì máy nó nóng lên nó mới hoạt động cái quạt này nha. Còn bình thường anh em kéo vài que thì nó sẽ chưa có quạt nha anh em, nó không có quạt. Đó, sử dụng cái công nghệ là quạt thông minh. Thì em thấy trên Relan thường nó sẽ ứng dụng cái quạt thông minh đó nha. Quay lại thì nó sẽ có đèn báo hiệu cho mình nè, đèn báo OC. Đó. Đó. Thì nói chung đối với con máy hàng mini nhỏ như thế này thì nó rất là tối giản cho mình luôn. Thì anh em cùng em trải nghiệm con máy, xem khả năng làm việc của con máy như thế nào nha. Đó, chào mừng các anh em đã quay lại nha. Thì em vừa lắp đặt xong thì anh em chúng ta cùng xem đốt thử vài cái que hàng, xem con máy hoạt động như thế nào nha anh em. Và để công việc hàng của anh em trở nên dễ dàng hơn thì anh em đầu tư trang bị cho mình một cái kính hàng và cái mũ hàng nha, và cái bao tay để anh em có thể nó bảo vệ cho anh em nha anh em. Đó, thì em đang sử dụng cái que là que 3 ly 2 nha. Anh em xem cái hoạt động của con máy như thế nào.
Đó thì sau khi đã trải nghiệm cùng em thì anh em thấy cái dòng máy Relang RE2 đó, chuyên qua Bali 2 này thấy sao ạ? Rất là tốt, rất là bắt lửa luôn nha anh em. Đó thì dòng này thì em sẽ báo giá luôn, giá là 1.750.000 thôi nha anh em. Đó thì anh em 1.750.000 thì anh em đã có thể sở hữu một con máy hàng. Đó thì anh em có thể ứng dụng nó để đi công trình, làm việc trên cao. Đó, đi hàng rất là nhiều. Rất con này thì rất là mạnh mẽ nha. Mà giá cực kỳ rẻ luôn. Thì anh em nào muốn đầu tư cho mình một con máy để làm nghề đó, thì anh em có thể gọi đến hotline bên trên. Những em nào muốn được đến cửa hàng tận tay trải nghiệm con máy đó, thì anh em có thể đến với địa chỉ là 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha anh em. Và bên em có bán trên các nền tảng khác nhau. Những anh em nào mà ở xa không có thể đến trực tiếp cửa hàng đó, thì anh em có thể mua trên những cái nền tảng như Lazada, Shopee, Tiki đó, rất nhiều luôn nha. Cảm ơn anh em đã xem video đến giây phút này. Anh em nào yêu mến em cũng như yêu mến máy móc Việt Nam thì hãy để giúp em một lượt like và subscribe kênh, cũng như nhấn vào cái chuông bên phải để anh em có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi bên em ra video nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.